Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, một tài liệu mật thời chiến tranh lạnh đã từng tiết lộ những sự kiện kinh hoàng có thể xảy ra trong trường hợp Liên Xô thực hiện một vụ tấn công hạt nhân khắp các đường phố London của Anh sẽ bị tàn phá và nền văn minh phương Tây bên bờ vực bị phá hủy. Tài liệu này được giới thiệu trong khuôn khổ một cuộc triển lãm đặc biệt về cuộc diễn tập tuyệt mật của Anh mang mật danh Wintech Simex 81 nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của nước Anh cho một cuộc thế chiến thứ ba. Khi chiến tranh hạt nhân tới nước Anh, các thành phố dường như bị sang phẳng, hàng triệu người chết, những người sống sót khốn khổ quay trở lại thời kỳ bóng tối, sống như lũ chuột trong đống đổ nát của nền văn minh. Trên phố, con người vật vờ như những bóng ma tìm thức ăn và nước uống. Tại một kho lương thực đặc biệt của chính phủ, cảnh sát vũ trang đứng gác, sẵn sàng nổ súng vào những kẻ cướp bóc. Trong những ngôi nhà khắp nước Anh, những gia đình kiệt quệ có cụm trong nơi ở tạm dột nát, nguồn thức ăn cạn dần khi những xác chết trong phòng bắt đầu thối rửa. Dường như đó là một cơn ác mộng khủng khiếp, tuy nhiên đó có thể là hình ảnh nước Anh trong thực tế năm 1981, như được tiết lộ trong một tài liệu được coi là đáng sợ nhất lịch sử nước Anh. Tài liệu này vừa được giải mật và trưng bày trong khuôn khổ một triển lãm của Cục Lưu trữ Quốc gia ở Kiev. Triển lãm mang tên Protect and Survive Britain Cold War Revealed, Bảo vệ và sống sót, tiết lộ cuộc chiến tranh lạnh của Anh. Tài liệu nói về cuộc tập trận chiến tranh tối mật có mật danh Quintet 81, nhằm thử mức độ sẵn sàng của Anh trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Tài liệu mô tả chi tiết hành tinh xanh bị vỡ vụn trong ngày tận thế, gây ra những cảnh tượng ác mộng như trên. Mốc thời gian được mô tả trong tài liệu bắt đầu vào tháng 3 năm 1981, thời kỳ chiến tranh lạnh nghiêm trọng nhất. Khi đó, thế giới phương Tây tư bản do nước Anh dưới quyền lãnh đạo của Thủ tướng Margaret Thatcher và nước Mỹ dưới thời Tổng thống Ronald Reagan đối đầu với thế giới phương Đông Cộng sản của Liên Xô thời nhà lãnh đạo Brezhnev. Theo tài liệu, kịch bản tập trận khi đó là Liên Xô tăng cường lực lượng ở Ban Căng, thế giới nhanh chóng trượt vào miệt hố chiến tranh. Liên Xô quyết định tận dụng điểm yếu của chính phủ Anh khi đó bị ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế và điểm yếu của chính quyền tổng thống Reagan. Khi tình hình quốc tế xấu đi, bạo loạn nổ ra ở các thành phố Anh. Cũng trong kịch bản tập trận, Liên Xô thực hiện cuộc tấn công đầu tiên. Các máy bay ném bom của Liên Xô dội bom xuống các căn cứ của Anh. Nước Anh đang trong chiến tranh, lực lượng phòng không Anh bị phá hủy trong các cuộc tấn công mới. Các gia đình mang theo trẻ nhỏ lũ lượt rời thành phố. Mỗi giờ có khoảng 15.000 người chạy khỏi phía Tây và xứ queo để tìm nơi trú ẩn tại nông thôn. Ở khu vực nông thôn, nông dân buộc phải dùng súng để chống lại đoàn người kéo tới. Cuối cùng, nội các chiến tranh của Thủ tướng Thatcher họp để cân nhắc tình huống xấu nhất. Khi lực lượng Liên Xô tràn vào Tây Đức, thất bại dường như không thể tránh khỏi. Chỉ còn một lựa chọn, các tướng lĩnh NATO đã xin phép kích hoạt vũ khí hạt nhân vào căn cứ kẻ thù ở Đồng Đức Slovakia, Ba Lan, Hungary và Bulgaria nhằm nỗ lực đần cưới cứu phương Tây khỏi sụp đổ. Trong năm 1945, khi châu Âu bị chia rẽ giữa phương Đông Cộng sản và phương Tây Dân Chủ, khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, nước Anh thực sự đã sống trong những ngày tháng sợ hãi về một ngày tận thế hạt nhân. Như có thể thấy, trong một cuộc triển lãm ở Kiel, đây là một cuộc xung đột ảnh hưởng tới gần như mọi khía cạnh đời sống, đó là một cuộc chiến tranh với gián điệp và bí mật, với tên lửa và rocket. Đó cũng là một cuộc xung đột văn hóa. Trong số những tài liệu thú vị được trưng bày, triển lãm Cục Lưu trữ Quốc gia còn có một danh sách những kẻ phản bội do George Orwell tập hợp cho Tình báo Anh năm 1949. Trong số đó có những cái tên như diễn viên hài Charlie Chaplin và Michael Redgrave, sử gia ISK và nghệ sĩ công đảng Tom Rebirth bài học mãi không thay đổi rút ra từ cuộc triển lãm vẫn là nỗi kinh hoàng của hạt nhân. Thời đó chiến dịch bảo vệ và sống sót của chính phủ Anh còn sản xuất phim ngắn và tờ rơi để khuyên người dân cách chuẩn bị trong trường hợp có chiến tranh giữa những năm 1970. Mục đích là để trấn an dân chúng rằng họ có thể sống sót trong một cuộc tấn công hạt nhân. Những bộ phim ngắn có tên kiểu như những thứ sử dụng trong căn phòng tránh bùi phóng xạ, nước và thực phẩm chăm sóc vệ sinh ám ảnh nhất phải là tài liệu nói về cách xử lý thi thể của thành viên gia đình. Nếu có người chết khi bạn ở trong căn phòng tránh bụi phóng xạ, hãy di chuyển thi thể sang phòng khác. Dán giấy ghi tên và địa chỉ. Bọc xác càng chặt càng tốt trong tấm nhựa, giấy hoặc chăn. Ít người hình dung tới cảnh phải bọc và dán nhãn thi thể người thân bị chết vì phóng xạ. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến tranh lành, người ta thực sự phải nghĩ tới những vấn đề như vậy. Trước đây, nước Anh đã từng tiết lộ mình sở hữu 160 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng hoạt động. Nhưng đây là lần đầu tiên cựu Ngoại trưởng William Hager công bố con số tối đa sẽ không vượt quá 225 đầu đạn. Những quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân từ lâu đã yêu cầu những quốc gia có vũ khí hạt nhân, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc, có sự công khai hơn nữa về quy mô và hạng loại kho vũ khí của họ coi như là một bước chủ yếu hướng đến sự giải pháp vũ khí hạt nhân. Từ lâu, nước Anh nói rằng họ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân để tự vệ trong những tình huống khẩn cấp mà thôi. Trong đó, bao gồm cả sự phòng thủ của các đồng minh trong khối NATO. Anh có kho vũ khí nhỏ nhất trong số 5 quốc gia được coi là sở hữu hợp pháp vũ khí hạt nhân. Nước Anh từng lo sợ bị tấn công hạt nhân thời chiến tranh lạnh và sẵn sàng chuẩn bị một kịch bản đầy thảm khốc khi bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân vào thời kỳ đối đầu giữa phe tư bản và phe xã hội chủ nghĩa năm 1981. Theo kịch bản này, khi đó nước Anh vướng phải chiến tranh hạt nhân tàn khốc và các thành phố của Anh bị sang phẳng, hàng triệu người thiệt mạng, những ai sống sót phải vật lộn như chuột trong đống đổ nát. Năm 1952, nước Anh sở hữu được bom hạt nhân, nhưng nỗi sợ về khả năng bị Liên Xô tấn công hạt nhân vẫn rất cao khi xảy ra khủng hoảng tên lửa Cuba vào thời điểm 10 năm sau đó, nhiều người dân Anh đã thực sự không ngủ nổi. Họ nơm nớp lo sợ rằng mình sẽ bị đánh thức để chứng kiến một cây nấm hạt nhân khổng lồ qua cửa sổ giường ngủ. Năm 1983, một nghiên cứu của Hiệp hội Y khoa Anh ước tính 33 triệu người có khả năng sẽ thiệt mạng trong một cuộc tấn công hạt nhân của Liên Xô. Ngoài những người chết tức thời sau khi bom hoặc tên lửa hạt nhân phát nổ, sẽ có nhiều người nữa chết dần dần vì nhiễm phóng xạ. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhiều người tưởng chuyện này đã là chỉ vãn xa xôi. Mối đe dọa hạt nhân trên trái đất vẫn chưa biến mất mà còn hiện diện nhiều hơn trước. Trong trường hợp nó xảy ra, hậu quả có thể khiến thế giới bước vào một kỷ nguyên băng hà trong hàng nghìn năm. Ảnh hưởng hỏa lực từ những vụ nổ hạt nhân sẽ rất khủng khiếp đối với các cơ sở hạ tầng và dân số trên toàn thế giới nhiệt độ, sóng, xung kích sẽ tàn phá mọi thứ trên đường đi của nó, khiến hàng nghìn hoặc hàng triệu người chết tùy thuộc vào sức mạnh của cỗ máy được sử dụng. Bức xạ hạt nhân cũng sẽ đen lõi vào cơ thể con người, tàn phá các tế bào gây đột biến gen của những người sống sót, khiến họ chết dần trong đau đớn. Đáng chú ý, một cuộc chiến tranh hạt nhân sẽ tạo một mùa đông hạt nhân có thể kéo dài từ vài trăm năm đến hàng nghìn năm. Năm 1983, các nhà nghiên cứu Mỹ và Nga đã thực hiện một nghiên cứu chứng minh khói lửa và bụi do chiến tranh hạt nhân sẽ tạo ra một mùa đông hạt nhân. Điều này có nghĩa là ánh sáng mặt trời sẽ bị chặn trong nhiều năm, gây ra sự lạnh đi toàn cầu, ảnh hưởng lâu dài đối với hệ thống khí hậu trái đất, gây thảm họa đối với nền nông nghiệp, hệ sinh thái trên trái đất và con người. Các nhà nghiên cứu mới đây đã thiết lập các mô hình khí hậu trong trường hợp cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra và một mô hình liên quan đến việc con người sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Kết quả nghiên cứu bi quan hơn nhiều so với những gì đã được nói vào những năm 1980. Mô hình nghiên cứu cuộc xung đột hạt nhân có thể xảy ra giữa hai cường quốc nguyên tử lớn giữa Hoa Kỳ và Nga cho thấy. Nước ở đại dương có thể giảm nhiệt độ cực kỳ sâu. Điều này khiến thế giới bước vào một kỷ băng hà nhỏ kéo dài hàng nghìn năm. Trên thực tế, hiện vẫn đang tồn tại một thế giới hạt nhân với một kho vũ khí khổng lồ sẵn sàng ngày phát hỏa cùng với những chiến lược hạt nhân đầy tham vọng theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự thế giới hạt nhân hiện nay bao gồm một là các cường quốc hạt nhân mỹ nga pháp anh trung quốc tập hợp của năm quốc gia này được gọi là câu lạc bộ hạt nhân có thể coi câu lạc bộ này chi phối toàn cầu và có ý nghĩa quyết định về an ninh trong thế giới hạt nhân hai là các quốc gia hạt nhân non trẻ những nước có tiềm năng đáng kể về kinh tế và kỹ thuật đã tự chế tạo thành công vũ khí hạt nhân, bao gồm cả bom, đạn hạt nhân và phương tiện chuyên chở, máy bay tên lửa. Tiêu biểu trong nhóm này là Ấn Độ và Pakistan. Tuy nhiên, do tiềm năng còn hạn chế, ảnh hưởng của nhóm này chủ yếu trong phạm vi khu vực. Ba là các quốc gia bên ngưỡng cửa hạt nhân, gồm những nước có tiềm năng kinh tế phát triển đã đầu tư nghiên cứu và đang từng bước làm chủ vũ khí hạt nhân. Trong số các quốc gia này, đáng kể là Iran, và Triều Tiên. Riêng Triều Tiên đã được Nga liệt vào nhập hai. Bốn là các quốc gia hạt nhân giấu mặt, là các nước thực sự có tiềm năng hạt nhân, song vì nhiều lý do nên chưa công khai vũ khí hạt nhân của mình, tiêu biểu cho nhóm này là Israel. Thế giới hạt nhân có các đặc trưng nổi bật như sự đa cực của các quốc gia hạt nhân, trước hết là của các cường quốc hạt nhân, sự phân biệt đẳng cấp trong quan hệ các quốc gia hạt nhân, sự hình thành các cặp hạt nhân đối lập và cơ cấu hình tháp mà ở nóc vẫn là Nga và Mỹ. Cho đến nay, kho vũ khí hạt nhân của thế giới đã đầy ấp và vô cùng đa dạng trên cả hai phương diện, bom, đạn và phương tiện chuyên chở. Ngày nay, các cường quốc hạt nhân ngay từ lãnh thổ của mình có thể phóng tên lửa liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân nguyên khối, mang một đầu hoặc trên rẽ 3-10 đầu tới bất kỳ điểm nào trên trái đất, đủ sức hủy diệt hàng chục thành phố lớn của một quốc gia trong thời gian chấp nhoáng với mức sai số nhỏ hơn 100 mét. Ở mức độ chiến dịch, chiến thuật, người ta còn sử dụng cả pháo binh, tên lửa đường đạn và tên lửa hành trình làm phương tiện hạt nhân. Thưa quý vị, mọi quốc gia hạt nhân đều có chiến lược riêng của họ. Mục tiêu của chiến lược đối với mỗi quốc gia có khác nhau, với tham vọng và tính toán khác nhau. Một mặt, vũ khí hạt nhân thể hiện sức mạnh và khả năng gian đe góp phần nâng cao vị thế của quốc gia. Mặt khác, sự cân bằng về vũ khí hạt nhân cũng góp phần củng cố hòa bình, ngăn ngừa cuộc chiến tranh hạt nhân ở phạm vi toàn cầu, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các gia đó cũng như cho các đồng minh của họ. Tới đây thì chương trình của chúng tôi cũng đã hết, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.